Bưởi hồng tự bốc thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. À mà khoan, mọi người có biết cách làm sao để bóc bưởi vừa nhanh vừa đẹp không? Để Hà Linh chỉ cho nhé. Đầu tiên mình gọt bỏ phần vỏ xanh, sau đó cắt hai đầu cho hơi lệm vào phần thịt. Bổ dọc làm đôi theo múi. Sau đó bóc từng tép ra là xong.